Chiều ngày 21 tháng 10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới dự và chúc mừng đại hội. Đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10. Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình đại hội và bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện và đề ra những mũi nhọn đột phá để lập thêm những thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối đã lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đều tăng trưởng tốt. Với những thành tích xuất sắc, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất do đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại đại hội, thay mặt đoàn đại biểu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trình bày tham luận xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Sau 3 ngày làm việc trong không khí dân chủ, đoàn kết, đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 8 của Đảng. Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ khối đi dự đại hội 8 của Đảng gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Đại hội thông qua nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 100%. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy khối gồm 16 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank vinh dự được bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Y Thanh Hà Nghê Cơ Đam tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.